của chị thế? Chị thấy con chị giống con khủng long thế. Hãy
rồi mình vừa tô xong bức tranh con khủng long như này, cảm ơn cả nhà đã xem video tô tranh của mình. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở clip tô tranh tiếp theo.